Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá tối ngày 19 tháng 1 của Kiệt Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin hôm nay. Ở mùa hè năm ngoái, PSG đã gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Mauricio Pochettino đến năm 2023. Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, nhà cầm quân người Argentina đang nhận nhiều chỉ trích từ các cổ động viên khi vẫn chưa thể giúp đội bóng xây dựng được một lối chơi khởi sắc hơn. Chính vì lý do đó, ban lãnh đạo PSG đang lên kế hoạch tìm kiếm một ứng viên tiềm năng để tiếp quản ghế nóng của đội bóng thủ đô nước Pháp. Trong diễn biến mới nhất, thêm một cái tên tiềm năng bên cạnh Zidane đã được đưa vào tầm ngắm của Les Parisiens. Cụ thể, nguồn tin từ Fanatic cho hay, huấn luyện viên Joachim Löw cũng đang thành ứng viên sáng giá để thay thế cho Pochettino trong trường hợp đội bóng không thể bổ nhiệm cựu thuyền trưởng Real Madrid. Joachim Löw được biết như một nhà cầm quân lão luyện với thâm niên nhiều năm dẫn dắt đội tuyển Đức. Danh hiệu cao quý nhất mà nhà cầm quân 61 tuổi từng giành được là chiếc vô địch World Cup 2014 cùng Die Mannschaft. Trong trường hợp gia nhập PSG, huấn luyện viên Joachim Löw sẽ có cơ hội dẫn dắt Lionel Messi, người đã bị ông đánh bại tại chung kết World Cup 2014. Trong một bảng thống kê mới nhất được chuyên trang thống kê Statbomb đưa ra về số lần gây áp lực lên đối phương của các tiền đạo, Ronaldo của MU xếp ở vị trí cuối cùng. Cụ thể, siêu sao người Bồ chỉ có được 6,46 lần gây áp lực lên đối phương mỗi trận. Trên thực tế thì đây là những thông số hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt là với cá nhân CR7. Cầu thủ người Bồ Đào Nha năm nay đã 36 tuổi và thể lực lẫn tốc độ đã không còn là điểm mạnh của anh. Dù vậy, CR7 lại rất biết cách thích nghi và chọn lựa một phong cách chơi tiết kiệm sức và chỉ sẵn sàng bung ở những thời điểm quan trọng. Điều này khiến cho tác động của Ronaldo lên lối chơi của MU dưới thời Rangnick là không thực nhiều. Mùa này, CR7 đã ghi được 14 bàn cho MU trên mọi đấu trường. Thế nhưng anh vẫn thường xuyên bị chỉ trích vì không thể đóng góp vào lối chơi pressing mà Rangnick đang áp dụng. Thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng, cầu thủ tuổi 36 cùng lối chơi pressing, tương lai của Ronaldo ở Old Trafford sau mùa này sẽ khép lại. Chia tay Liverpool ở mùa hè 2014 để tới Barcelona, Luis Suarez đã trải qua hành trình gần 10 năm tuyệt diệu ở xứ sở đấu bò. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, tuổi tác và những chấn thương đã khiến cho chân sút người Uruguay không còn giữ được phong độ đỉnh cao nữa. Đây cũng chính là lý do đội chủ sân Wanda Metropolitano không muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ năm nay 34 tuổi. Mới đây, người đồng đội cũ của Suarez tại Liverpool, kiêm huấn luyện viên đương nhiệm của Aston Villa là Steven Gerrard đang rất muốn tái ngộ với cố nhân tại Villa Park. Trước đó, Gerrard đã thành công đưa về Villa một cựu cầu thủ của The Kop là Coutinho từ Barca. Với tài thao lược đang dần được khẳng định của mình, Gerrard đang khiến tiền vệ người Brazil có những màn trình diễn thuyết phục và hứa hẹn sẽ tỏa sáng thêm một lần nữa tại xứ sở sương mù. Ở phía ngược lại, Suarez tỏ ra vô cùng phấn khởi với sự quan tâm của người đồng đội cũ và đội chủ sân Villa Park. Nếu như Suarez trở lại Anh mùa hè này, chắc chắn sẽ là viễn cảnh khiến các fan lâu năm của Liverpool và Aston Villa rất vui mừng. Bộ ba cố nhân tái ngộ là Gerrard, Coutinho và Luis Suarez chắc chắn sẽ khiến giới mộ đội kỳ vọng vào một màn trở lại đầy ngoạn mục trong mùa giải tới. Cesc Kolasinac gia nhập Arsenal từ Schalke 04 vào hè năm 2017. Hợp đồng của hậu vệ 28 tuổi với Arsenal có thời hạn đến tháng 6 năm 2022. Kolasinac không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Arteta hai mùa gần nhất khi chỉ ra sân 14 trận trên mọi đấu trường. Vì thế, pháo thủ đã quyết định giải phóng cho tuyển thủ người Bosnia. Ngay sau khi chia tay Arsenal, Kolasinac đã chuyển đến Marseille theo dạng miễn phí. Cựu cầu thủ của Schalke 04 ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2023 với đội bóng Pháp. Trên trang chủ, cả Arsenal và Marseille đều ra thông báo xác nhận thương vụ này. Riêng về phía Arsenal, pháo thủ đã gửi những thông điệp cảm ơn đến những đóng góp của Kolasinac cho đội bóng, đồng thời giúp hậu vệ 28 tuổi có được may mắn và thành công trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp. Trong 4 năm rưỡi gắn bó với Arsenal, Kolasinac đã tổng cộng 118 trận và ghi 5 bàn. Cùng pháo thủ, tuyển thủ Bosnia giành được 3 danh hiệu, gồm một chức vô địch FA Cup và 2 danh hiệu siêu cúp Anh. Giới truyền thông Italia tiết lộ, MU đang liên hệ với Juventus cũng như người đại diện Mino Raiola để đàm phán chuyển nhượng Matthijs de Ligt. MU không loại trừ khả năng loại Harry Maguire ra khỏi kế hoạch, nên De Ligt được xem là một giải pháp quan trọng để bổ sung hàng phòng ngự. Mới đây, De Ligt tuyên bố, chúng tôi nhớ Ronaldo. Điều này đi ngược với thái độ của các thủ lĩnh phòng thay đồ Juventus. Giới chuyên môn phân tích phản ứng của trung vệ người Hà Lan cho thấy anh muốn gia nhập MU, một lần nữa chơi bóng cùng Ronaldo. De Ligt được MU theo đuổi suốt một thời gian dài. Lựa chọn Juventus là một sai lầm và cầu thủ 22 tuổi này đang có kế hoạch gia nhập bóng đá Anh để tìm lại phong độ đích thực như khi còn khoác áo Ajax. Liverpool đã cử trinh sát theo dõi kỹ Dusan Vlahovic, ngôi sao bóng đá quốc tế đình đám gần đây. Vlahovic hiện có 17 bàn thắng ở Serie A 2021-2022 cùng Fiorentina và cùng Ciro Immobile dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới. Hướng đến mùa bóng mới, huấn luyện viên Jurgen Klopp muốn bổ sung Vlahovic vào đội ngũ tấn công với Mohamed Salah, Sadio Mane và Diogo Jota.
hợp đồng của Vlahovic có thời hạn đến năm 2023 và anh nhiều lần từ chối gia hạn. Thế nên mùa hè năm nay là thời điểm để Fiorentina bán chân sút 21 tuổi này nếu không muốn mất trắng anh. Trong không khí hối hả những ngày cuối năm, tân đội trưởng đội tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng đã thể hiện quyết tâm cùng các đồng đội mang tới một cái Tết thật đặc biệt cho đông đảo người hâm mộ khi tuyển Việt Nam tiếp đón Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Chúng tôi được biết sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20.000 khán giả tới xem trận Việt Nam và Trung Quốc đúng ngày mùng 1 Tết. Tất cả cầu thủ đều rất hy vọng khán giả đến sân, tuân thủ các quy định phòng dịch để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu. Đó chính là nguồn động lực để tuyển Việt Nam thi đấu tốt." Bản tin bóng đá tối ngày 19 tháng 1 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.